Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành những năm vừa qua, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm qua không gian mạng được Công an thành phố Tam Kỳ đặc biệt quan tâm. Năm 2021, Công an thành phố đã cho ra đời trang Zalo OA và fanpage Công an thành phố Tam Kỳ. Đến nay, cả hai kênh này đều đang hoạt động hiệu quả và góp phần quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023, 18 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2023, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Người dân chỉ cần bấm vào nút quan tâm trang Zalo Công an thành phố Tam Kỳ, những thông tin được đăng tải trên kênh này sẽ tự động được gửi về Zalo người dùng. Trong bối cảnh các loại tội phạm lợi dụng người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để tung ra những thủ đoạn lừa đảo mới, những thông tin cảnh báo kịp thời từ kênh này sẽ giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Với cách thức hoạt động thuận tiện như trên, kênh tuyên truyền này tiếp cận đưa thông tin đến với mọi tầng lớp nhân dân. Bây giờ là những cái mạng đồ nó, những cái thành phần lừa đảo nó rất là nhiều. Đây nhiều khúc là những tin nhắn nó thường xuyên cập nhật tới là mình theo dõi để mà mình tự cách để mình phòng ngừa, cũng như là mình nói với lại gia đình cũng như là những người đồng nghiệp. Qua cái nhận của cảnh báo của công an phòng chống chữa cháy của Tam Kỳ thì chúng tôi, hàng ngành hồn chúng tôi đã tuân theo của công an đã đề ra, công an phòng chống chữa cháy đề ra, thì chúng tôi thực hiện để đảm bảo an toàn về phòng chống chữa cháy, để nhất là tài sản của tiểu thương chúng tôi. Hiện nay thực hiện đề án 06 về dữ liệu dân cư quốc gia, phần mềm Zalo OA Công an thành phố Tam Kỳ kết nối người dân và công an thành phố Tam Kỳ trong việc tiếp nhận đăng ký thủ tục làm căn cước công dân trực tuyến, tự động trả lời lấy số thứ tự làm căn cước công dân trong thời gian thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân. Bên cạnh đó, kênh Zalo OA còn giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính liên quan đến công tác an ninh trật tự cho người dân. Khi mà em đọc được hướng dẫn trên Zalo á và em lấy số thứ tự ở trên ứng dụng ở trên Zalo thì em tới đây thì làm có thể là nhanh hơn và có thể thuận tiện hơn cho công việc của em nữa. Cùng với những phương thức tuyên truyền pháp luật truyền thống, đầu năm 2021, Công an thành phố Tam Kỳ mở thêm kênh tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Hiện nay trang Zalo OA có 14.000 lượt theo dõi, fanpage Công an thành phố Tam Kỳ có trên 6.000 lượt theo dõi. Tại hai kênh này, Công an thành phố Tam Kỳ đã đăng hàng trăm tin bài phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm để nhân dân cảnh giác phòng ngừa, thông tin tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, kênh Zalo OA còn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm qua tin nhắn, tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đăng tải tình hình hoạt động của công an thành phố, gương người tốt việc tốt, các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua hai kênh này, công an thành phố đã tổ chức 5 cuộc thi tuyên truyền phòng chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Thời gian đến thì công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc tuyên truyền trên hai cái kênh này, đặc biệt là quan tâm xây dựng những cái clip, những cái thông tin thực sự là hấp dẫn, đảm bảo thu hút được người xem và tăng cái tính tương tác, từ đó người dân có những cái phản hồi tích cực cũng như đóng góp cùng với công an thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự. Có thể nói, với việc đa dạng linh hoạt các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội trong thời đại 4.0 đã góp phần chuyển tải thông tin đến người dân một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Qua đây giúp nhân dân trên địa bàn thành phố nhận thức đúng về tình hình, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong chủ động phòng chống, ngăn ngừa các loại tội phạm và bảo vệ bản thân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng thành phố Tam Kỳ bình yên.